Trong hành trình xuyên Việt với chủ đề nội nhiệm nghĩa tình, vào ngày chủ nhật cuối tuần qua, câu lạc bộ IT khách sạn Thừa Thiên Huế phối hợp cùng công ty trách nhiệm hữu hạn Siêu Nhật Thanh đã tổ chức chuyến thăm trung tâm bảo trợ trẻ em khuyết tật chùa Long Thọ. Dịp này, đoàn đã tặng phần quà tổng trị giá 30 triệu đồng gồm bánh sữa và tiền mặt cho trẻ em khuyết tật tại trung tâm bảo trợ. Tuy mang giá trị không lớn, nhưng phần quà ý nghĩa này là nguồn động viên tinh thần to lớn, tạo động lực giúp các em phấn đấu vượt qua khó khăn, vươn lên trong học tập và cuộc sống. Trung tâm bảo trợ trẻ em khuyết tật chùa Long Thọ hiện đang nuôi dưỡng, dạy dỗ 90 cháu nhỏ khuyết tật có hoàn cảnh đặc biệt, gồm các cháu thiểu năng trí tuệ, câm điếc, khuyết tật vận động, mắc hội chứng đau, viêm não, trẻ tự kỷ. Cùng trong dịp này, đoàn đã tổ chức trao 500 suất cơm từ thiện tổng trị giá 10 triệu đồng cho bệnh nhân và thân nhân người bệnh đang điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế. Mỗi một phần cơm được trao tận tay đến bà con với hy vọng san sẻ bớt phần nào khó khăn, tiếp sức cho bệnh nhân vượt qua nghịch cảnh của bệnh tật. Được tổ chức từ năm 2018, hành trình xuyên Việt với chủ đề nội nhịp nghĩa tình kết nối với nhiều tỉnh thành trên cả nước như thành phố Hồ Chí Minh, Vũng Tàu, Phú Quốc, Đà Nẵng, Huế, Nha Trang, Hà Nội, cùng nhiều hoạt động sẻ chia, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, mang đậm nghĩa tình tương thân tương ái tốt đẹp của dân tộc.